Rồi, chào cả nhà, mình là Tiến nha. Trong kênh Mít Tiến thì mình đang đứng trước cái tiệm tên là Dick's Sporting Goods. Thì cái chỗ này á, là nó bán những cái sản phẩm thể thao. Mình vô để mình coi có cái đôi giày đá banh hay là mình sẽ mua một chiếc xe đạp cho mẹ mình để chạy vòng thành phố Cali mát mẻ này. Hãy đón xem với mình. Thì cũng như bao cái khu shopping center khác ở California, xung quanh đó là một cái parking lot, là những cái bãi giữ xe nè. Các bạn thấy thoáng đãng không? Hôm nay trời rất là đẹp nha, nắng ấm mà không có nóng. Rồi, đây là cái tiệm Dick's Sporting Goods và mình sẽ vô. Và các bạn thấy ở dưới có để chữ nào open không? Có nghĩa là trước đây do cái dịch á thì cái này nó đóng cửa, bây giờ nó mở cửa lại rồi. Để mình vô mình coi có deal gì không nha. Rồi, bắt đầu đi nào. Đó, họ cũng nói là welcome back. Please maintain social distancing 6 feet, là cách nhau 6 thước, là cỡ 2 cây số nha cả nhà. Rồi, bắt đầu mình đi vô trong nào. Đó, thì mình vô, người ta cũng khuyến khích mình đeo khẩu trang mặc dù không bắt buộc nha các bạn. Đây là bán rất là nhiều đồ thể thao. Mình đang ở trong một cái khu vực. Khu vực này là bán đồ cho bóng chày. Có bao tay, rồi các cây bóng chày, rồi cái nón bóng chày. Đó, các bạn thấy không? Đó là đồ tiện bóng chày nữ USA. Rồi, cái chỗ mấy cái bao tay bóng chày nè, các bạn biết là mình hay mua để về Việt Nam mình đeo á. Mình đeo để mình chạy xe máy á. Xe máy thì khi mà bạn mà chạy nắm nhiều á, mà các bạn không có bao tay, nó sẽ chay cái bàn tay của mình. Cái thứ hai á, là trời Việt Nam rất là nắng, thì nó cũng là một cái biện pháp bảo vệ da. Mình không có sợ đen, nhưng mà những cái tia UV kia, cực tím này kia đó, mà nó da mình expose vô đó nhiều thì mình có thể bị ung thư da, các bạn biết không? Cho nên đó là cái cách bảo vệ da mình. Ngay cái chỗ này cũng là bóng chày, nhưng mà mấy cái bao tay này á, nó khác với bao tay kia. Mấy bao tay này á, thì không phải là cầm cái cây bóng chày, mà là cái này là để bắt banh nha các bạn ha. Đó. Khi mà người ta đánh cái bóng chày hay người ta quăng á, thì mấy cái bao tay này là mấy bao tay chụp banh. Cái chai banh bóng chày á, nó rất là cứng. Mình chụp tay không rất là khó, nhưng mà nó sẽ bị đau. Và một đặc điểm của cái trái bóng chày này các bạn, đó, trái bóng chày này nè, ok, nó được làm bằng cái vật liệu cực kỳ cứng nha, nhưng mỗi lần mà đánh xong là sẽ không sử dụng lại, là phải đổi trái mới. Tại sao các bạn biết không? Mỗi lần đánh xong á, là nó sẽ bị mớp, nó mớp thì cái trái nó không có còn như cũ nữa, và thế là phải đổi trái mới nha các bạn. Nó cứng nhưng mà đánh xong nó mớp, cho nên là chỉ được sử dụng một lần thôi. Cũng giống như mấy trái banh golf vậy đó, rất là tốn tiền nha. Cái này là như vậy. Và mấy trái banh này nó rất nguy hiểm nha, bởi vậy mình phải mang giáp thôi này kia. Cái người chụp banh á, tại vì á, có những cái trường hợp á, quăng trái banh này á, quăng với một tốc độ rất là mạnh và nhanh á, trúng vào ngực của cái người chụp banh á, tai nạn thôi các bạn. Trúng một cái á, thở tim và chết nha các bạn. Đó, đây là cái áo giáp mà để người ta mặc để người ta chơi bóng chày nè. Đó, các bạn thấy cái khu vực này à, được bảo vệ rất là kỹ, là tại vì đây là tim của mình nè. Chúng những cái này á, những cái ở dưới đây thì nó không thành nhiều, đó là mấy cái nội tạng cũng tương đối bình thường, với lại nó có cơ, nhưng mà trên đây nó không có cơ nhiều, ở ngay tim á, nó có thể làm thoát tim và dừng tim và chết nha các bạn. Đó, cho nên là môn thể thao nào á, nó cũng có cái sự nguy hiểm rủi ro của nó. Ở đây thì bán những cái túi mà thể thao này kia. Ở trong đây là một cái phòng mà mình có thể vô đây để mình tập chơi bóng chày. Đó, một cái phòng lưới.
thì vô nó có cái máy mà nó quăng banh rồi mình quýnh, và nó lưới như vậy để nó giữ cái banh lại, nó không có bay tùm lum. Nhưng mà nói với banh bóng chày nó rất là cứng, nó bay là nó bể đồ bể đạc hết. Cái khúc này là bán những cái bình nước uống thể thao, đi xe đạp, chạy bộ hay là giữ lạnh nè, các bạn thấy không? Đây là những cái chỗ bán đồ. Rồi, mình đi tiếp nha. Rồi, khi mà đi xuống đây á, là những cái bộ đồ bóng chày, những cái quần dài này kia để họ chạy, họ trường lết được á. À, nó không có bị chạy da, chạy chân đâu. Cái dài của bóng chày nó cũng khác với dài đá banh của mình. Đó, dài đá banh thì nghiêm mũ còn và dùng để đá thôi này kia, lướt đâu, còn dài bóng chày nó chỉ cần bám thôi, cho nên các bạn thấy đinh của dài bóng chày không? Nó như vậy nè. Đó là những cây sắt như vậy thôi. Đây là đinh của dài bóng chày nè, các bạn thấy không? Thì giá cả nó cỡ cái đôi này á, giá của nó là, sao mình không thấy giá ta, để mình coi giá mình báo các bạn nha. Sao mình không thấy giá ta? Ok, mình không thấy giá các bạn, nhưng mà nó cũng là cả trăm đô nha các bạn. Rồi, đó là cái loại đá banh đó, các bạn thấy không? Đây là cái loại banh mà để đá nè. Đó, banh của UEFA đá Champions League tùm lum tà la. Mẹ mua cái túi này để banh nha mà. Mẹ mua cái này cho ba cũng được, ba bỏ cái banh ba vô cũng được, thí dụ như vậy. Cho lọc hả? Nó đâu có đá banh đâu. Dạ. Dạ. Mấy cái này, mấy cái shin guard. Shin guard là gì? Shin guard là cái mà giữ, bảo vệ cái shin của mình á. Cái shin của mình là ở đây nè các bạn. Shin guard là bảo vệ cái này ha. Mình không biết cái khúc đó là cái gì hả. Lúc tiếng Việt cái mình quên. Để khi đá banh là rất là cần bảo vệ những cái đó. Rồi đây là bảo vệ mấy cái ni nè. Có những người họ chơi á, những cái khu vực mà dễ chấn thương nhất là cổ chân với lại đầu gối á, mấy cái đó nó rất là dễ chấn thương, cho nên là cần rất là nhiều đồ để bảo vệ. Rồi cái khu vực này là cái khu vực mà basketball nè, đó các bạn thấy không? Cái rổ basketball nó cao kinh khủng không? Mình là người lùn, nó cao chắc là cấp 2.5 của mình luôn á. Ok. Đây. Đây là mấy cái tấm mà người ta đi bơi người ta bám nè, giống như cái phao vậy các bạn, mà cũng có thể lướt được. Rồi, ở đây là cái chỗ mà người ta chơi mấy cái môn thể thao này, mình không biết tiếng Việt gọi là cái gì. Nhưng mà các bạn thấy mấy cái lưới không? Đó, người ta sẽ quăng banh và chụp banh bằng những cái lưới này và quăng vô gô nè. Các bạn thấy chưa? Đó. Cái môn thể thao này tên là lacrosse nha. Đó. Cũng rất là thú vị. Cái lật trên nó cũng giống giống bóng đá, cũng quăng vô gôn là score. Nhưng mà chơi bằng tay và chụp bằng những cái cây đó. Đây là những cái mắt kính bơi, quần bơi này kia. Để coi khu vực này là gì. À, khu vực này đây đây. Mình hay mua mấy cái bộ này nè các bạn. Mấy cái bộ này là mấy cái bộ mà chân dịch đồ bơi này kia. Nhưng mà mình thích cái mặt nạ này nè. Nếu mà các bạn đi mấy cái đảo ở Việt Nam mình đó, đi tắm biển mà ngắm san hô á, thì cái mặt nạ này rất là ok. Đó, thí dụ như cái hình anh chàng này. Cái này á, khi mình lặn thì mình xuống được. Nhưng mà thường mình ngắm san hô, mình lặn ở trên bề mặt mình nhìn xuống á, thì nó có cái ống thở, mình cứ thở liên tục, thở không khí bình thường. Đó, các bạn thấy không? Đó. Cái mặt nạ này rất là ok nha. Nó cũng là một cái sáng kiến sáng tạo cũng rất là hay. Đó, các bạn thấy không? Đây là những cái áo phao kia thôi. Đó. Những cái áo phao cho safety thôi, gọi là life vest. Đó. À, đây là những cái túp lều nè,
những cái liều mà mình đi cắm trại đó các bạn. Mình không biết ở Việt Nam nhiêu, nhưng mà thí dụ như mình nói đơn giản đi, cái liều bự như thế này không, có thể 3 người vô ở nằm ngủ, và nó là 70 đô, có nghĩa là cho là 1.800.000 đi, 1.800.000-1.900.000 đi các bạn ha. Cái khu vực này là khu vực mà đầy những cái đồ câu cá, cần câu cá này kia ha. Thì nhiều người ta thích câu cá, nhưng mà sau đối với mình đó, câu cá mình lại không thích. Câu cá nó quá mất thời gian các bạn. Có thể mình không có sự kiên nhẫn, hay là mình không có cái thời gian đó để mình có thể mà dành ra để mình đi câu cá các bạn, biết không? Nó quá mất thời gian đi. Cho nên là môn thể thao câu cá hồi nhỏ thì thích, có thể hồi nhỏ rảnh rỗi đi, nhưng mà bây giờ thì mình không có thích câu cá nữa rồi. Hay mà. Rồi, ngay chỗ này là cái chỗ mà giày chạy bộ, training shoes với lại mấy cái giày đá banh này các bạn. Đó, đây là cái chỗ mà mẹ mình định tặng cho hai cha con mình đôi giày. Nhưng mà thường á, mẹ mình nói tặng đôi thì mình lại đòi 5 đôi, với mình không có mình không có lấy 1 đôi nha các bạn. Bây giờ làm sao 1 đôi giá nhiêu được? Trả tiền 4 đôi, con trả tiền 4 đôi hả? Những cái đôi thích, có thể là mình sẽ mua 1 đôi mà cái đôi mà đá ở cỏ nhân tạo ở Việt Nam á các bạn, chứ mình không có mua mà mấy cái đôi mà đá cỏ thường ở Việt Nam nữa. Tại vì bây giờ phần lớn các bạn của mình á là chơi cỏ nhân tạo không mà, chứ không có chơi cỏ thường nữa. Thì bây giờ mình thích những cái đôi mà giống như cái kiểu này nè các bạn. Nó giống như là đôi dớ luôn. Nó vừa chắc chắn mà nó vừa thoải mái cái chân của mình nữa. Các bạn thấy không? Đó, những đôi này mình rất là thích. Thì mình sẽ lựa một trong những cái đôi này. Ok. Nhưng mà cái đó thì mình làm sao? Bây giờ mình chủ yếu là mình đi quay cái tiệm này cho cả nhà mình xem có những gì. Đó, các bạn thấy nó cũng có những cái chỗ mà mình có thể rửa tay được. Đây là cái khu xe đạp mà mình sẽ mua cho mẹ mình nha. Đó, nó có những cái xe đạp ở trên nè các bạn thấy không? Anh ơi, nhiều khi anh ta không thích anh. Đây là cái chỗ mà tập tạ nha các bạn. Với lại đây là những cái bao tay tập tạ nè. Các bạn thấy không? Bao tay này như mình nói là cũng có thể chạy xe, nhưng mà nó không có che nắng được tốt. Nhưng mà đựng cái nó bền hơn nha các bạn. Xe đạp thì hiện giờ nó cũng không có nhiều lắm. Cái lý do là cái thời buổi Covid như thế này nè, các bạn biết không? Người ta không có đi những phương tiện công cộng gì. Và khi mà người ta không đi phương tiện công cộng á, thì người ta mua xe đạp ta đi, cho nên là xe đạp hết hàng nhiều lắm. Mình muốn mua xe đạp cho mẹ mình tìm rất là nhiều nơi mà không có. Chỗ này là mấy cái chỗ dân nhà giàu rồi các bạn. Đánh golf rồi này kia. Cả nhà thấy không? Rồi, vậy là tương đối quay cũng đủ rồi đó cả nhà. Rồi, chào các bạn. Vậy là mình với mẹ mình đã đi xong cái tiệm ở trong đây. Và bây giờ là mình sẽ tính tiền đây. Đây, để coi cho cả nhà xem thành quả. Đó là một cái quần của mẹ mình với một đôi giày đá banh. Rồi, nếu các bạn thích video này thì nhớ like, share, comment. Đặc biệt đừng quên đăng ký hay còn gọi là subscribe kênh Nít Tiếng của mình. Chào các bạn. Hẹn các bạn ở những video sau nha.